chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Ê, bữa nay đều. Bữa nay đều. Đó, thầy hôm bữa. Nói tiếp đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vui dữ chưa? Vậy không có cái chen gì á. Bữa mình quay SH á, nhiều người cũng khen anh em mình vui quá trời. Nay vui nữa đi. Vui dữ chưa? Bữa nay mình có một đống vision luôn. Thấy vision là thấy có điểm rồi nha. Vision chạy 1 năm. Vision chạy 1 năm. Làm sao? Lên tới tóc coi đi. Đau quá, tập đại dịnh nhất cái ngực quá vậy, lắc là rớt luôn đó. Lắc là rớt tập vô luôn đó. Rồi, thì bữa nay là một lát mình sẽ quay màu xe cho các bạn xem sao nha. Rồi Vision, đi cái màu của chiếc Vision này nó lên cái mặt nạ trước chỗ này là màu đen nhám là đẹp quá ha. Chị đây nè, thấy không? Ừ, nhìn xấu ghê á. Nhìn ngộ quá ta. Đó, thì bữa nay thì sẽ cho Tân báo giá Vision, báo giá đi. Rồi, Vision nha, cũng có ưa gì hết trơn á, báo hoài. Anti-fan. Không, mình có cái câu chăm ngôn là gì? Mình không ghét Vision, mà Vision ghét mình nha. Vision ghét mình. Rồi bây giờ bản tiêu chuẩn, ghét đọc tên, đọc bản không thích đọc tên á. Bản tiêu chuẩn 2023 mới thì sẽ là 32,5. Đúng rồi, bản tiêu chuẩn 2023 sẽ là 32,5, bản cao cấp 2023 sẽ là 34, bản đặc biệt 2023 sẽ là 35, còn bản thể thao 2023 sẽ là 40 nha mọi người. Đó là giá của Vision nha. Hết hả? Hết rồi, 4 bản à. Rồi, thì đó là giá xe các bạn nha. Thì bây giờ đó mình sẽ đi xuống đây. Đi xuống Tân ơi. Mình cho các bạn xem cái xe Vision bên cửa hàng mình. Review đi. Review hả? Rồi nha, vì đây là Vision bên cửa hàng mình nha. Mấy màu này clip nào cũng thấy nè. Đi chậm. Đó, đây coi này màu xanh nha. Đi xa clip nào cũng thấy không? Ế. Né chữ ế rồi trời, né chữ ế rồi. Rồi, rồi đứng dậy là thấy tao dữ chưa? Màu xanh. À, cái này là màu xanh nha mọi người. Sợ tao mù màu tao không thấy. Vậy đây màu xanh nha. Ai làm năm nay mạng thủy rồi này kia mình dính thái tuế thì mình lấy màu xanh này giúp em nha. Đó rồi ai. Đúng rồi, màu đen là mặt nạ thì cái này là phong thủy nha mọi người. Cái này phong thủy nha, trứng dữ đồ này kia đó. Trứng là cái ác của mọi người đó. Rồi không thôi thì mọi người lấy tiếp là cái màu xanh xi măng này cho em nha. Lấy tiếp màu xanh xi măng này cho em. Rồi, hoặc là mọi người năm nay mọi người mạng hỏa thì mọi người chọn những cái gam màu nóng nè, màu cam, màu đỏ nha để mình hừng hực. Màu này nó giống gì ông Tân? Màu này giống chiếc Vision mới bán, ít chiếc SH mới bán. Không, nhìn nó như một cây son. Nhìn như một cây son. Cây son không phải cây son bóng, mà là cây son mắt te. Cây son mắt te đó. Còn thôi thì mọi người chọn Vision ở dưới ha, màu xanh không nói nhiều ha. Tự nhiên cái tôi tức cái màu này nè. Tự nhiên cái một ngày đạp trời nọ ha, tự nhiên tao tỉnh dậy cái tao thấy ở trên mạng sườn rần xe nhau cái màu này, cơ này màu này hot nhất 2023, mắc cười ghê vậy. Lục lại video này, coi. Biết gì không? Kêu là cái màu này là cái màu mà màu mới Honda mới cho ra mắt màu mới. Màu mới dữ chưa? Mới dữ chưa? Mới là mới rã đông ra hay gì á? Mới là người ta bia, người ta quảng cáo người ta làm vậy đó. Kỳ ghê vậy á. Còn cái màu này bạn lục lại coi TikTok rồi tôi làm nát hết trơn rồi đó. Kêu thiếu điều năn nỉ lại lúc mà bạn qua mua luôn đó. Mà xong cái không ai quan tâm hết trơn, xong cái giờ cái tự nhiên cái ra tin Honda chính hãng gì đó cái mọi người rần rần xe nhau. Xong mấy má cứ gắn đường link dưới á, cái bấm vô đường link cái ra lên Shopee má. Sao hay bia kiểu đó quá trời luôn rồi. Đây, hôm nay là màu này ha. Màu này thì mình dành cho những chị em mà độc lạ Bình Dương nè, không thích những cái màu bình thường, thích những cái màu nào chói chang rồi này kia nè. Màu này ha, mình đi chơi ban đêm rồi này kia mình không sợ là người ta không thấy mình ha, rất là sáng luôn ha. Đi là nó sẽ phát sáng một góc trời. Đó. Đây Tân. Ở đây mình sẽ có một cái màu hơi bị già. Ơi cái chiếc này không. Lên mà kiểu giống như là nhìn như chiếc xe gì? Nhìn cái đầu. Nhìn cái đầu giống chiếc lít quá. Nè, các bạn thấy là nó nhựa đen nhiều quá. Nhựa đen nhiều quá, cái này mua cho bà ngoại đi được. Cái này mua cho bà ngoại nha. Nha. Nè, đang già đúng không? Đang già chiến liên. Thấy chưa? Đó, ở trên hút đang già là đang 50 mấy tuổi, xuống dưới đây là xuống này là 20 mấy tuổi. Ở trên đây là đang ở Sài Gòn là xuống Cái Đá Bình Dương liền nè, thấy không? Đó, cặp phụt trời ơi. Cặp phụt quá trời bự luôn rồi. Nè, nhỏ xíu. Nè. Đó, mâm đồ này kia ha. Trời, chắc chắn đồ chơi của Asiro không nhiều người đụng vô bén xước tay luôn nha. Xuất sắc luôn. Quá trời chiến rồi, Vision chưa bao giờ chiến đến như vậy luôn mọi người. Đó. Trả góp sao không ta?
trả góp thì đối với Vision ha, cả bốn phiên bản hồi nãy mới báo với bạn thì mấy bạn trả đưa trước cho bên mình 6 triệu thôi, đưa trước mình 6 triệu thôi là có thể lấy xe về rồi nha. Đó, còn bạn nào dư giả hơn nữa thì mình trả trước 50% giá trị xe luôn, cầm theo 20 triệu thôi, mười mấy 20 triệu thôi. Mình nghĩ cái mức đó cũng không phải là mức quá nhiều đối với mọi người khi mà mua xe đúng không? Mười mấy 20 triệu thôi là mọi người sẽ có được cà vẹt gốc. Đó, cà vẹt gốc mang về luôn, đó oai hơn đúng không? Còn mọi người trả thấp hơn 50% tổng giá trị xe thì mọi người chỉ đem được cà vẹt photo về thôi đó. Còn mọi người muốn trả nhanh gọn lẹ, làm thủ tục nhanh gọn lẹ nhất, cầm 6 triệu qua có xe về rồi ha. Thì bên đây lúc nào cũng có nhân viên ngân hàng, nhân viên công viên tài chính rồi này kia đó, người ta thẩm định cho mọi người hết trơn á. Rất là nhanh, thủ tục nhanh, rất là nhanh gọn luôn nha mọi người. Rồi, ở đây. Đúng rồi, cọc chiếc Vision với bên kia nữa. Đây xuống đây. Này, đây, Vision đây. Này, Vision, à Vision này cũng chiến nè. Thực ra cái Vision này là mọi người nhớ cái Vision này không? Ủa, không phải chiếc này đâu, rồi chiếc này này nè. Nó cái chiếc này là cái chiếc 5,4 triệu view của tôi đó. 5,4 triệu view của tôi đó. Xoay xoay quá trời. Đây. Bộ ba Honda. Ê, này là ba chạy má chạy con chạy luôn nè. Sao mà sắp hai với người ta. Đây nè, đúng không? Ba chạy má chạy con chạy. Đây. Đây, Vision của mình nè mọi người. Đó, Sporty Edition. Đây là nó sẽ gắn thêm, mọi người thấy nó có những cái chi tiết màu đỏ thêm nè. Đó, những cái thêm cái chuyện chi tiết màu đỏ này nè. Sporty Edition nè. Rồi mâm màu đen, mâm màu đen heo màu đỏ luôn. Thật sự nha, tự nhiên cái chiếc Vision bình thường mặc định là của nữ chạy, tự nhiên lên những cái chi tiết này rõ ràng là nhìn thấy nam chạy liền luôn á. Nhìn một cái là thấy nam thôi á, không thấy nữ, không thấy bóng dáng nữ trong đây luôn. Thì cái phiên bản này, phiên bản cá tính là cao hơn mà, nên là nam sẽ ngồi được. Đó, bạn cá tính cao hơn. Đó, nhìn cái xe nhìn nó, nhìn nó có gì nó bề thế hơn đúng không? Vision in chữ màu đỏ luôn nè, quá trời, tay nắm màu đỏ luôn. Rồi, tem màu đỏ luôn. Mấy bạn nợ xấu thì không mua xe nha. Mấy bạn nợ xấu thì không được mua xe. Nói giỡn á, mấy bạn nợ xấu thì mấy bạn nhắn tin theo hai số điện thoại đang hiển thị bên dưới màn hình ra, thì sẽ có nhân viên hỗ trợ, người ta sẽ kiểm tra lại cái hồ sơ của mình coi là có thể mua xe được hay không. Đó, còn không thì bên mình cũng sẽ có thể hỗ trợ một phần cho các bạn luôn, tại vì cái vấn đề nợ xấu đó thì bên mình cũng đã giải quyết cho một số rất nhiều, khá là nhiều trường hợp bên đây rồi. Đó, rất dữ chưa, là bán dữ chưa, là đang kéo khách đó. Không mọi người, nó chơi nó xàm, nó khùng, nó điên á, sáng giờ đi ngoài nắng bị điên á. Thật ra là hỗ trợ được hết cho mấy bạn cũng hên xui lắm, nhưng mà hỗ trợ là hỗ trợ được nha, hỗ trợ hết mình hết cho mấy bạn luôn. Cho nên là nợ xấu đừng có mắc cỡ vậy trơn, cứ yên tâm đi, nhắn tin cho hai số điện thoại bên dưới, các bạn Zalo nhắn tin sẽ có người hỗ trợ cho các bạn yên tâm hết nha. Rồi, thì đó là những cập nhật mới nhất của mình về Vision 2023 thời điểm tháng 3 2023. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61. Đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Tạm biệt các bạn.